âm mưu của thực dân Pháp là lợi dụng lúc quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, nhanh chóng dùng lực lượng quân sự sẵn có đánh chiếm Sài Gòn và Nam Bộ, làm bàn đạp đánh chiếm toàn bộ Việt Nam, lập lại chế độ thuộc địa và liên bang Đông Dương. Từ ngày mùng 10 tháng 10 năm 1945, quân đội Anh dưới danh nghĩa quân Đồng minh tiến hành tước vũ khí quân Nhật ở các thị xã thuộc miền Đông Nam Bộ, đã giúp Pháp mở rộng chiếm đóng các tỉnh Nam Bộ. Đầu năm 1946, Dinh Si Đai thành lập Hội đồng Tư vấn Nam Kỳ gồm 12 thành viên, có 8 người Việt, nhằm phục vụ ý đồ chính trị tách Nam Kỳ khỏi Việt Nam. Sau Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Phái đoàn Pháp do Mark Ande dẫn đầu tiếp tục bám giữ lập trường thực dân, đòi tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, không thừa nhận quyền ngoại giao độc lập của Việt Nam nhằm lập lại chế độ thực dân ở Đông Dương. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vạch trần âm mưu của Pháp, kiên quyết giữ vững lập trường hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, thân thiện với nhân dân Pháp trên nguyên tắc bình đẳng, không xâm phạm chủ quyền của nhau. Âm mưu của thực dân Pháp là tách Nam Bộ khỏi Việt Nam, lập ra Nam Kỳ quốc, dùng miền Nam là bàn đạp tiến công miền Bắc sử dụng nhân tài vật lực ở nam bộ phục vụ ý đồ mở rộng chiến tranh ra toàn cõi việt nam chúng không chịu tổ chức trưng cầu ý dân thống nhất nam bộ vào cả nước hành động đầu tiên của chúng là đánh chiếm thành phố hải phòng chúng tàn sát hàng trăm đồng bào ta cùng với đánh chiếm hải phòng pháp tiến công ta ở lạng sơn chúng kéo quân lên chiếm đóng các điểm cao xung quanh thị xã với việc đánh chiếm hải phòng lạng sơn hai cửa ngõ đường biển và đường bộ quan trọng của nước ta. Thực dân Pháp đã thực sự bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn đối với miền Bắc. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 1946, tướng Pháp Valuy từ Sài Gòn ra Hải Phòng, triệu tập Mollier, Centerny, Depper phổ biến kế hoạch đánh chiếm Hà Nội và khu vực Bắc vĩ tuyến 16. Trưa ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chiếm Sở Tài chính và nhà viên giám đốc Sở Giao thông. Đòi ta phá bỏ công sự và vật chứng ngại trên đường phố. Chiều ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi làm nhiệm vụ trị an ở Hà Nội và đe dọa sáng ngày 20 tháng 12 nếu điều đó không được chấp nhận thì quân Pháp sẽ chuyển sang hành động. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp gửi tiếp cho ta một tối hậu thư đòi tước vũ khí tự vệ, đòi ta phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng chiến để cho chúng giữ trật tự trong thành phố. Trước hành động chiến tranh của thực dân Pháp, dân tộc ta không còn con đường nào khác. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh Quân và dân Hà Nội đã nổ súng mở đầu toàn quốc kháng chiến. Với tinh thần cảm tử để Tổ quốc quyết sinh, quân dân thủ đô đã giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đập tan âm mưu đánh úp của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn cho trung ương Đảng, chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt và vững tin bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. 60 ngày đêm khói lửa quân dân thủ đô viết nên khúc tráng ca hào hùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần làm tỏa sáng giá trị văn hóa nghìn năm thăng long, đông đô, Hà Nội. Cuộc chiến đấu không cân sức Cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm của quân, dân thủ đô Hà Nội là cuộc chiến đấu không cân sức. Theo Hiệp định Sơ Bộ, thực dân Pháp được đưa 15.000 quân ra Bắc vĩ tuyến 16, trong đó có 5.000 quân đóng ở Hà Nội để làm nhiệm vụ tiếp phòng, cùng với lực lượng vũ trang của ta thay cho gần 20 vạn quân tưởng rút về nước. Nhưng với giá tâm tái chiếm toàn bộ nước ta, chúng đã không ngừng đưa thêm quân ra Hà Nội và các địa phương trên miền Bắc. Tới cuối tháng 10 năm 1946, số quân Pháp ở Bắc Vĩ tuyến 16 đã lên đến 30.000 tên và riêng ở Hà Nội là 6.500 tên. Vũ khí của chúng có 5.000 súng trường, 600 tiểu liên, 150 trung liên và đại liên, 42 khẩu pháo các loại, 22 xe tăng, 40 thiết giáp, 30 máy bay và một số tàu chiến trên sông. Đây là những vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại hơn hẳn ta nhiều lần. Ngoài ra, nhiều gia đình trong số 7.000 Pháp Kiều cũng được trang bị vũ khí và tổ chức thành hàng trăm ổ chiến đấu độc lập giải ra các khu phố. Quân Pháp bố trí sen kẽ với ta trong đó chúng chiếm giữ một số vị trí hiểm yếu, như Phủ Toàn Quyền, Trường Bưởi, Đồn Thủy, Sân Bay Gia Lâm, Sĩ Quan, Binh Lính Địch được huấn luyện chính quy, bài bản, được bảo đảm phương tiện thông tin hiện đại. Nhiều đơn vị của Pháp đã có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Về phía ta, đối phó với hành động của thực Pháp, ngày 19 tháng 10 năm 1946, Hội nghị quân sự toàn quốc của đảng họp đã nhận định, không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp. Đồng thời quyết định chia lại cả nước thành 12 chiến khu. Khu đặc biệt Hà Nội được đổi tên là Chiến khu 11. Cơ quan bộ chỉ huy Chiến khu 11 được kiện toàn. Lực lượng có 5 tiểu đoàn vệ quốc đoàn, một đại đội cảnh vệ, 4 trung đội pháo ở các pháo đài, Láng, Xuân Canh, Thổ Khối, Xuân Tảo, với tổng quân số là 2.516 người, được trang bị 1.516 súng trường, 3 trung liên, 1 đại liên, 1 baroka 60mm, 1.000 lựu đạn, 80 bom ba càng, 200 chai xăng cơ rếp, 7 khẩu pháo cao xạ, 1 khẩu sơn pháo 75mm, 1 khẩu pháo 25mm, 2 khẩu cối 60mm. Như vậy, quân số của Pháp hơn gấp 2,6 lần quân ta vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại và lớn hơn nhiều lần lực lượng của ta. Kế thừa truyền thống lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn. Cuộc chiến đấu 60 ngày đêm giam chân địch trong thành phố của quân dân thủ đô là sự kế thừa truyền thống lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới. Tuy bất lợi về lực lượng, nhưng quân dân thủ đô vẫn không nào núng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy bình tĩnh tự tin sẵn sàng mọi mặt cho cuộc chiến được dự báo trước đầy cam go quyết liệt các liên khu phố và khu phố đều thành lập các đội làm công tác cứu thương tiếp tế phá hoại tình báo giao thông tản cư địch vận trừ gian các tổ sản xuất và sửa chữa vũ khí quân cụ các đơn vị tự vệ có sự giúp sức của thanh niên các địa phương đã bí mật đào đắp công sự chiến đấu đào giao thông hào, tạo vật chướng ngại, hình thành các chiến lũy ở các cửa ồ và trên đường phố để ngăn cản cơ giới địch, đục lỗ bắn, đục tường thông nhà ở các dãy phố để cơ động chiến đấu. Nhiều gia đình ở Hà Nội đã ủng hộ toàn bộ tiện nghi quý trong nhà như sập gụ, tủ chè, trường kỳ, thậm chí cả vật dụng, đồ thờ của gia đình, dòng họ để xây dựng chiến lũy. Ngày 14 tháng 12 năm 1946, Kế hoạch tác chiến của Bộ chỉ huy chiến khu 11 được Bộ Tổng chỉ huy thông qua lần cuối cùng. Căn cứ vào ý định tác chiến đó, Bộ chỉ huy chiến khu 11 ra mệnh lệnh tác chiến cho các liên khu và các đơn vị. Vào trung tuần tháng 12 năm 1946, quân dân thủ đô về cơ bản đã hoàn thành mọi mặt chuẩn bị và ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Ngày 16 tháng 12 năm 1946, tại trụ sở của Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội, chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ đã báo cáo toàn bộ công tác chuẩn bị tác chiến của lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội với các đồng chí trong cơ quan tổng chỉ huy là Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn Thái. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ khu 11 và Bộ Chỉ huy Mặt trận Hà Nội đã ra mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu cho toàn thể lực lượng vũ trang thủ đô, nêu rõ về quốc đoàn, dân quân, tự vệ, công an sung phong toàn thành phố từ giờ phút này phải chuẩn bị gấp. Bất kỳ lúc nào có lệnh, Toàn thể bộ đội, dân quân, tự vệ, công an phải triệt để tấn công vào các vị trí địch theo như nhiệm vụ của đơn vị đã định trong kế hoạch. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tại nhiều địa điểm trong thành phố, các chiến sĩ vệ quốc quân, quyết tử quân, dân quân, tự vệ đã làm lễ tuyên thệ với lời thề: Sống chết với thủ đô, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Với lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập của dân tộc, quân dân thủ đô sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu quyết tử với quân thủ. Cuộc chiến đấu của quân dân thủ đô trở thành biểu tượng sáng ngời về ý chí kiên cường và truyền thống đoàn kết cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bộ Chỉ huy Chiến khu 11 ra mệnh lệnh tấn công địch cho lực lượng vũ trang toàn thành phố. Quyết giành quyền chủ động trong chiến tranh, Phá tan ngay từ đầu âm mưu đánh úp của thực dân Pháp theo phương án đã được Bộ Tổng chỉ huy phê duyệt. 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, khi đèn điện thành phố vụt tắt, quân dân Hà Nội đồng loạt tiến công 21 vị trí quân Pháp đóng quân và hoàn toàn làm chủ tình thế. Dựa vào công sự, chiến lũy và thế liên hoàn của các căn nhà, dãy phố kiên cường chiến đấu gây cho địch nhiều tổn thất các chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng thiết giáp gây nên nỗi kinh hoàng cho quân pháp hình ảnh dũng cảm kiên cường của các chiến sĩ cảm tử trở thành biểu tượng của ý chí cảm tử để tổ quốc quyết sinh trên toàn thành phố các cuộc tập kích địch liên tiếp nổ ra ngăn chặn bước tiến của địch mỗi căn nhà góc phố mỗi xóm làng nội ngoại thành hà nội thực sự là một pháo đài chiến đấu kiên cường vững chắc. Trong 60 ngày đêm chiến đấu, với phương thức không đánh trận địa với địch, không đương đầu với hỏa lực mạnh của địch, không rõ địch không đánh, quân dân thủ đô luôn giành thế chủ động tiến công. Chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đầy mưu trí sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngự và tiến công, giữa đánh du kích và đánh vận động, giữa đánh ở bên trong và đánh từ bên ngoài, dùng những phân đội nhỏ có tính cơ động nhanh dựa vào chiến lũy, những căn nhà, ngõ phố, ban ngày chặn đánh không cho địch cơ động, phát triển chiến đấu, ban đêm luồn lách, tập kích quân địch khắp mọi nơi đẩy chúng lâm sâu vào thế bị động đối phó. Với hơn 100 trận đánh trong nội thành, quân Pháp chỉ chủ động tiến công ta khoảng 30 trận, còn lại là ta chủ động tiến công địch. Qua 60 ngày đêm chiến đấu, quân dân thủ đô đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên địch phá hỏng 22 xe tăng và xe thiết giáp, 31 xe vận tải, bắn rơi và bắn hỏng 7 máy bay địch, bắn chìm 2 cano. Vừa đánh vừa phát triển lực lượng, ngày 6 tháng 1 năm 1947, Trung đoàn Liên Khu 1, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 ngày nay được thành lập ngay trong lòng địch, tạo thêm niềm phấn khởi, tin tưởng không chỉ quân dân trên mặt trận Hà Nội mà cho quân dân cả nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch, trung đoàn thủ đô đã thực hiện cuộc lui quân thần kỳ, rút khỏi thành phố trong vòng vây khép kín của kẻ thù, vượt qua sông Hồng, lên chiến khu an toàn. 60 ngày đêm chiến đấu mở đầu toàn quốc kháng chiến của quân dân Hà Nội kết thúc thắng lợi, góp phần quan trọng bảo vệ cơ quan trung ương, chính phủ, các đoàn thể và các cơ quan của thành phố rút lên chiến khu an toàn, làm thất bại hoàn toàn âm mưu chiến lược đánh nhanh Thắng nhanh của thực dân Pháp. Cuộc chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí của quân dân thủ đô Hà Nội là bức tranh hoành tráng khắc họa đậm nét cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện của thủ đô Hà Nội. Đồng thời, để lại kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật tác chiến trong thành phố và ý chí, tinh thần quyết đánh, quyết thắng và biết thắng. Chiến công của quân dân thủ đô trong 60 ngày đêm đã phát huy tác dụng cổ vũ tinh thần khí thế và trí tuệ của quân dân cả nước tạo điều kiện thuận lợi để đất nước bước vào cuộc kháng chiến một cách chủ động vững vàng tự tin tạo tiền đề cho quân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược